Chắc mọi người muốn nghe cái quan điểm của Tú về cô Hằng với lại thầy Minh Tuệ đúng không? Tú livestream hay là Tú đăng cái clip nào lên mọi người cũng vô, mọi người cũng bắt Tú là phải nói về hai người này. Thì ok, Tú nói một clip thôi nha. Đầu tiên á, thì con xin cô Hằng cho con được những cái lời nói mà trước đây con từng nói về cô, con từng khen cô á. Cô cho con xin được giữ những cái lời nói này ở trong tim. Và từ đây về sau, con sẽ không nói gì về cái câu chuyện này nữa. Nhưng con tuyệt đối con không quay xe với cô nha. Kể cả giống như thầy Minh Tuệ nè. Ví dụ như sau này có bể ra thầy là cái gì đó, hay là sau lưng thầy là một cái thế lực gì đó ghê gớm lắm á, thì con cũng vẫn không bao giờ con quay lưng với lại thầy Minh Tuệ. Tại vì con một lần con đã ủng hộ rồi là con ủng hộ. Nếu mà sau này có gì xảy ra, con im luôn, chứ con không bao giờ con quay xe. Chẳng hạn như là một cái chị con của một cố nghệ sĩ, ông Hoàng Cải Lương á, Tú cũng từng ủng hộ, nhưng mà sau này Tú thấy không được, không ổn, thì Tú im luôn, Tú giữ trong lòng luôn, Tú không nói gì nữa hết á. Còn mà mọi người cũng đừng có ép Tú á, là phải chọn một trong hai người. Bởi vì Tú là đàn ông, Tú còn phải có cái lập trường của Tú nữa. Chứ Tú không thể nào mà tự nhiên Tú ủng hộ cô Hằng rồi là cô Hằng làm gì Tú cũng phải ủng hộ hết trơn à. Không có đâu, Tú biết cái nào đúng cái nào sai trong lòng Tú. Bây giờ Tú hỏi mọi người nè, tới giờ phút này thầy Minh Tuệ vẫn là một người công dân Việt Nam, thì với những lời nói của cô Hằng ngày hôm qua nói về thầy Minh Tuệ á, thầy Minh Tuệ nộp đơn thưa, cô Hằng có bị gì không? Tú hỏi mọi người á, chắc chắn là có luôn. Những lời ngày hôm qua mọi người thương cô Hằng mà mọi người ủng hộ cô Hằng xúc phạm người khác, chưa có một cơ quan nào khẳng định là ông này ông có tội, bà kia bà có tội, trừ khi nào mà tòa xử phúc thẩm rồi mới có tội. Tú ở tù nè, vô mà cán bộ nói Tú, nói mày là thằng tội phạm, ê tòa chưa xử tôi, cán bộ chưa được quyền nói tôi là tội phạm nha, tôi đang là bị can thôi á, bị bắt vô trại giam rồi á, còn chưa xác định mình có tội nữa. Cho nên lỡ như mà thầy Minh Tuệ đúc đơn thương cái, mọi người nghĩ đi, cô Hằng có mệt không? Từ cái ngày cô Hằng mới về, Tú đã nói rồi, Tú đã nói Tú muốn cô Hằng an yên bên, lo cho chú Dũng, lo cho chồng con. Mọi người cứ vô nói Tú là bạn lo xa quá à. Người ta là CEO, người ta là cô Hằng là người giàu có, người ta biết người ta phải làm gì đó. Mọi người thấy không, câu chuyện càng ngày đi càng xa rồi đó. Mọi người thương cô Hằng thì mọi người phải ủng hộ cô là ở nhà lo cho chú Dũng, hay là lo cuộc sống an yên sau này, hạnh phúc bên chồng con, không dính vô mấy cái này nữa, để cho người đời người ta nặng nhẹ cô nữa. Cái đó mới gọi là mọi người thương cô thật lòng á. Còn cái chuyện mà hy vọng cô vẫn làm quỹ mổ tim, vẫn xây cầu xây đường, vẫn giúp đỡ người nghèo, cái đó là Tú vẫn hy vọng cô làm. Còn cái việc mà phanh phui những cái này đó, cái đó là có cơ quan người ta lo hết trơn à. Xã hội mình mấy chục năm nay nó cũng vậy mà. Cái quan trọng là cô Hằng mới bị một lần về, tại vì chỉ cần một cái hành vi nhỏ thôi là gọi là tái phạm nguy hiểm rồi. Ở trong luật nó có cái điều tái phạm nguy hiểm, có nghĩa là lần đầu bạn vi phạm á, bạn phải chửi 10 tiếng đi bạn bị vi phạm, nhưng mà bạn bị ở tù về cái tội đó rồi á, bạn chỉ cần chửi 2 tiếng 3 tiếng thôi là cấu thành tội rồi, có thể truy tố được rồi. Tú biết Tú làm cái clip này á, chắc chắn fan cô Hằng sẽ buồn Tú, nghĩ là Tú quay xe. Nhưng Tú nhấn mạnh lại một lần nữa, Tú không bao giờ quay xe với cô Hằng, Tú giữ cô Hằng ở trong tim thôi, nhưng mà Tú không ủng hộ cái việc cô đang làm. Và fan của cô Hằng sẽ nói Tú sao ủng hộ thầy Minh Tuệ, thì xin thưa mọi người, Tú ủng hộ từ cái ngày mà thầy Minh Tuệ mới ra, Tú ủng hộ từ cái ngày mà Tú lên tiếng về mấy ông thích cúng dường. Tú lên tiếng từ cái thời mà con Enga Phương Trinh á, nó lên nó công kích thầy Minh Tuệ á, Tú ghét nó, cho nên Tú bên thầy Minh Tuệ từ ngày đầu tới bây giờ rồi, chứ không phải Tú mới bên thầy Minh Tuệ đây. Còn fan của thầy Minh Tuệ thì cũng đừng có ép Tú là phải chọn một trong hai người nhé. Hai người Tú từng ủng hộ, hai người này Tú luôn giữ trong tim. Và cái clip này chắc là cái clip cuối cùng luôn à, Tú nói đầu tiên cũng là cuối cùng luôn, Tú nói về hai người. Giữa hai người này thật sự một lần nữa, Tú không muốn xảy ra chuyện gì hết trơn á. Nhưng mà lỡ tới ngày hôm nay nó xảy ra như vậy rồi, thì tốt nhất là Tú nên im lặng, Tú theo dõi câu chuyện thôi. Nhưng trong lòng Tú vẫn mong cho cả cô Hằng và thầy Minh Tuệ được nhiều sức khỏe, và mong sao cái câu chuyện này nó im xuôi. Cảm ơn mọi người nha.